Money, 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 money
Thôi thôi, em chưa mua giường tắm đâu. Em chào nhá, chào nhá. Thôi thôi, thôi chào nhá. Này, chị cũng đi. Thank you.
mạnh là một, tới ái lặng. Thank you.
qua toàn thể quý vị đã xem bài múa đẹp mái đình làng của đội múa thôn các bạn. Bài múa không đâu bằng quê hương múa chèo. Vâng, xin mời đội múa các hạ. Thank you.
bác đón xem chương trình bài múa Không Đâu Bằng Quê Hương do đội múa thôn Phước Hạ trình bày. Và tiếp tục chương trình bài múa của thôn của đội Cửa Đà là Kiếp Sâu Huyện Nằm Kiếp Sen. Xem bài múa của đội múa Cửa Đà quá tuyệt vời đấy. Phật là anh từ qua, rồi đôi con trở về, nguồn pháp từ mênh mông. Đưa con về bờ xa, Phật từ bi soi sáng, đưa con thoát lầm mê. Đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là xin được làm con ngoan.
cánh đồng, cho ngọn lúa xanh tươi. Xin một lần được nương theo bước chân cha lành, xin làm cơn mưa phá tươi mát đời cô ta. Phật là ánh từ quan cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô, đắm trong biển luân hồi. Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luân, nơi vừa ba ngôi báu thoát khói đời bên sau. Thank you.
Việt Nam thế thế thứ giáp thiên niên lục nguyệt nhị gia nhập sắc hải dương tình tứ kỳ huyện tiến động xã đoàn kê thôn thiết thuộc hạ thiên vân tổng cứu lệ hương não đồng dân nam nữ thượng hạ đắng trình biển lễ nghi phù tiểu hương đăng chi nghi qua phòng kiếm ân lễ vật minh di chu não cầm thiết cao vu đệ lục tôn quan thượng đẳng tối linh hộ quốc thí dân hiền đa ninh ngữ quỹ triều đắng trật vãn có lưu truyền cũng tính hội đồng bắc giang cần cao thank you.
bút đất tác được 8 bước. Một con beo mà mê rồi beo quan trọng nhất xem rồi rất vui vui rất nhộn nhịp các đội thi đấu rất nhiệt tình. Thank you.
Thank you.
2024 này thì tôi cảm thấy đại diện cho Thủy Nhang đến Đông Thần, tôi cảm thấy rất là vinh hạnh vì đã được nhà nước và tất cả mọi người trong cộng đồng làng xã đã tổ chức lên một cái lễ hội phát huy truyền thống của địa phương. Lễ hội năm nay chúng tôi cảm thấy là cái chương trình tổ chức từ lãnh đạo nhà nước cho đến nhân dân địa phương rất là hoàn chỉnh, mà thời tiết rời đất ngày cũng rất là phù hợp cho cái thời tiết cái chương trình phát đất của năm 2024. Lễ hội đèn Đông Thần diễn ra rất là hoàn chỉnh, hoàn toàn trung tất, đảm bảo cả về an ninh cho đến lễ hội con người. Thank you.
9,6. Từ Trúc Vân được 114,8. Từ Toàn được 97. Sang đường 2 thì Đề Mét được 104,4. Đội Trúc Văn được 130,6 và đội Toàn được 128,9. Sang đến bàn 3 thì đội Bét là được 152,6. Còn hai đội bây giờ vẫn đang tiếp tục. Vậy thì hai đội chúng ta sẽ khẩn trương và chúng ta sẽ cố gắng để phấn đấu để hai đội đã tiếp tục, ba đội đều đạt được giải. Và hôm nay, một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn và